Hôm trước thì tôi định cách đây 2 hôm thì tôi định nói với anh em là đi câu chép ấy, bởi vì là mới mưa rào xong ấy, đi chép nó vật đẻ rất là nhiều. Mấy hôm rồi thì anh em báo về lên chép toàn chép sông to lắm, 6 anh em cơ, 6 7 anh em. Hôm nay tôi đi không phải câu sông nhưng mà cửa hàng của họ thì vẫn chưa xong đâu. Hay là thế, nhưng mà tôi tranh thủ đi câu lăng xê một chút ở cái hồ dịch vụ 100 ấy, cái hồ mà nhiều rô phi ấy. Mấy anh em lấy lăng xê tôi hướng dẫn trộn cái mồi này, trộn như tôi này. À, tôi còn một cục mà hôm trước là tôi bỏ ngăn đá. Tôi có phơi nắng để giã đông rồi này. Đấy. Nó thì nó thơm ngon. Bóp mà nhuyễn đấy, chắc mà nó đẻ bây giờ vẫn còn kéo dài trong vòng mấy hôm nữa anh em cố gắng đi, nhưng mà hôm kia chính thức là chắp nó vật đẻ, nó ăn nó đẻ xong là nó đói, nó đi ăn rất là mạnh. Ở đây tiện kể cả mồi lẫn lăng xê thì tôi đã hết rồi, đang bận là cửa hàng của họ tôi chưa làm được. Mong anh em thông cảm, lúc nào mà tôi làm mà nó có ấy, tôi lại thông báo anh em ở trên kênh. Ok. Đoán này chắc là có đấy, phải tầm hơn tháng nữa cơ. Vì tôi còn bận, đã bận về cái chuyện cửa hàng. Anh em thông cảm. Đây xong, nhắc lại mấy anh em chả sợ gì, sợ mỗi rô phi đâu. Trước có cái bạn bảo trộn thêm ớt để hết rô phi thì rô phi nó không vào, nhưng mà tôi chả trộn. Bạn nào có thể thử trộn đi, tôi không thể, cũng có thể một ý hay đấy, trộn ớt bột.
Ok, xong. Đây xong anh em ạ, giờ đi ra hồ thôi. Ngay hiện tại thì tôi đi có một mình, ra tôi ném đồ đạc xong thì tôi sẽ quay phim. Ok. Anh em, đây tôi đã ra đến hồ câu rồi. Vừa ra đến nơi xong. Bây giờ tôi ra cân 15 cm. Ok. Hồ 100.000 sợ mũi rô phi. Ok anh em. Chắc chắn nó sẽ được thôi nhưng mà không biết nhiều rô phi hay là ít rô phi thôi. Tiên thì bỏ mồi câu ra đã. Rồi, nắm mồi đang xây trước thì tôi ra cần sau. Đúng xốp này. Anh em cái lưỡi lăng xê bán cho anh em đây này. Đấy, anh cái bộ này rất là nhạy. Nhưng mà tôi hết lăng xê mất rồi, khi nó có thì tôi sẽ thông báo cho anh em trên kênh. Anh em lưu ý này, móc cái hạt xốp nó không quá to và không quá nhỏ. À, to quá cá nó khó nuốt, còn nhỏ quá thì lưỡi nó không nổi lên được. Ok. Này, nắm mồi lăng xê này.
không cần to quá, nó nhỉnh hơn con chân cái một chút thôi. Anh em nếu mà đi câu lăng xê những cái chỗ như sông mà nước chảy xiết đấy thì anh em phải thêm cả chì vào cho nó không bị trôi. Còn nước mà chảy bình thường ấy thì anh em nước nó chảy không không không, không mạnh không xiết thì anh em không nhất thiết phải cho thêm chì. Hôm nay tôi còn chưa ăn cơm, nhưng mà không ăn cơm trưa cơ. Nay tôi câu chỉ đến chiều là về thôi. Đấy. Đây là bây giờ cũng một giờ rồi. Nó câu chỉ khoảng 4 giờ tôi về. Mồi này hơi cứng này, tí nữa tôi phải trộn thêm một ít nước hồ nữa để cho nó nhão ra cho nó nhanh tan. Mà cứng như này cá nó lâu vào lắm, mồi nó lâu tan thì cá nó sẽ lâu vào hơn, nó sẽ vào chậm. Mồi nhanh tan thì cá nhanh vào. Em sâm kín xung quanh cái cục này để xuống, mà bất cứ một cái mặt nào nó nổi nó chìm xuống nước thì cũng có một số cái hạt xốp nó nổi lên trên và nó lại chìm tắt xuống bùn thì hỏng. Ok, xong bây giờ ra cần. Ok anh em, đây tôi vừa ném xong hai cần, đây một cần nữa. Bây giờ chỉ ngồi chờ thôi, trong cái lúc chờ đợi thì anh em sẽ nắm thêm hai cục lăng xê của hai cái cần này để đến lúc mà nhỡ cái cần kia nó ăn hoặc mình lên mình thay thì mình có đồ mình thay luôn, đỡ mất thời gian. Ok anh em đi câu lăng xê này rất là nhàn, ném cần xong cái ngồi chơi. Bao giờ chờ nó kéo máy thì lôi. Nhàn dỗi không? Quá chi là nhàn luôn. Đây, túi đây, vẫn trên bờ. Vừa mới ném được giờ khoảng tầm 5 phút rồi, chưa thấy gì. Cái khi nào báo động đầu tiên thì tôi sẽ quay phim mà anh em xem. Hồ này thì nó khá nhiều rô phi. Đợt trước thì không có đâu nhưng mà nó mới thả khá nhiều rô phi, câu hơi ức chế nhưng mà thôi. Rồi đây, cửa hàng cửa họ nó vẫn chưa ổn định, gọi là đi xả chét thôi. Còn cái về cái đồ lăng xê với cả mồi câu ấy thì khi nào tôi làm, khi nào cửa hàng cửa họ êm ấm thì tôi sẽ quay sang tôi làm và tôi thông báo với anh em ở trên kênh nhé. Mong anh em chú ý theo dõi. Cảm ơn anh em ủng hộ. Ok. Vâng, kính chào anh em. Sau rất nhanh thôi, cũng khoảng 15 phút thôi. Đã dính một em đầu tiên rồi. Máy câu này vừa lôi xong. Tôi đang ngồi thì chờ cho nó lôi tiếp hay là tôi cắm cái này xuống để tôi quay phim cho anh em xem. Không biết là con gì, chắc là cá bé đó bởi vì máy nó lôi không mạnh, hoặc là chép. Chép thì nó lôi máy không mạnh đâu anh em ạ. Đấy. Này, cước rất chi là căng. Rô phi rồi. Lôi mà cái nhẹ như này là rô phi rồi. Một con rô phi đầu tiên anh em ạ. Rô phi bé tí. Hôm nay thế mà cũng lôi được máy. Tại tôi
Tại tôi nới máy ra nên là lấy máy nỏng hết cỡ nên dù phi nhỏ nó cũng kéo được này. Dù phi bằng ba ngón tay. Làm hồi hộp thế. Con đầu tiên là con rô phi nhỏ. Anh em cái này hơn 30 phút rồi. Bây giờ nó mới kéo này. Nhưng mà chắc là rô phi thôi bởi vì tôi thấy kéo rất là nhẹ. Nó vừa kéo xong. Biết ngay lại dính dầu phi rồi. Chả sợ gì, sợ mỗi dầu phi đâu. Thôi bung rồi. Chủ quan có bung anh em ạ. Lên đến mặt nước để bung. Con dầu phi nhỡ nhỡ. Anh em làm phát sấp đôi này. Một con cá mương, một con dầu phi. Chưa được con cá gì to cả. Hồ này không thể chép vật đẻ phân điếc gì cả. Không thể chép đâu. Hết chép thì sao mà. Ok. À, làm phát sấp đôi rô phi này. Thì anh em phải biết là cái hồ câu nó nhiều rô phi đến mức nào. Con này đóng phát vào mắt này. Không dính cái nào vào mồm cả. Xuyên phát vào mắt này. Đấy. Toàn rô phi thao tháo. Bỏ xuống chưa kịp làm gì cả, rô phi nó tập mất rồi. Đây cái cần bên đây lại dính rồi này. Bó tay, nó nhiều rô phi quá anh em ạ. Chắc lại rô phi thôi. Tôi ném xong cái cần này tôi nhấc cái cần kia. Nó vừa giật 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 xong đấy chắc chắn là rô phi. Vừa ném xong rồi.
Đây cái bên này giật 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 chắc chắn nó dính rêu phi này. Quay đây cho anh em xem. Nhiều rêu phi quá. Nản. Nắm mồi đấy. Đấy, vừa ném xong cái đã dính rồi. Toàn là rô phi cái tầm 4 ngón tay, 3 ngón tay chán. Phí mồi. Thôi coi như buổi đi câu rô phi đi. Ok anh em. Toàn rô phi này cũng chán quay rồi. Nên lúc về tôi xách lên xem được bao nhiêu. Anh em ạ, rô phi nó ăn quá mạnh. Cứ ném một cái là lên, ném một cái là lên. Đây, hai cần này vừa ném xong, cái cần kia vừa ném xong. Bây giờ tôi sẽ để tôi quay liên tục xem trong cái quá trình này nó giờ khoảng bao nhiêu phút một con rô phi thực sự là rất phí mồi.
Con này không phải con rô phi anh em ạ, con này là con này là con cá chim.
cá nó nhỏ quá nó không lôi được máy. Đây cái trên kia vừa ném xong đã dính rồi kìa. Nhưng mà tôi lắm xong cục mồi này đã. Mày to nha. Tính rồi. Đấy anh em nhìn dính liên tội.
con rô phi con. Cái mồi để sẵn ở trong cái mắm sẵn rồi. À, anh em mà đóng xuyên phát vào lưng này, mồm chả dính thế nào luôn, đóng xuyên phát vào lưng. Đấy anh em, 18 phút thì hình như là bốn con thì phải. Tôi không quay nữa, lúc nào về thì tôi mới quay. Xem mà được con gì không thì tôi mới quay, chứ đây toàn rô phi nó ăn liên tục này. Ok anh em. Một bịt mẹ chạy đi đâu. Rồi Tuấn Anh tay hồ chết. Hai anh em ngồi hồ trên kia toàn rô phi. Xuống đây bắt cá chim. Ăn sâu đấy. Nó đóng như thế nó đi nó bè nên là nó cảm giác nó to ấy mày ạ.
Cẩn thận, mẹ dẫm chặt vào ngõ. Rơi đóng vào tay mệt phết đấy. Bố mày lại cho mày ăn một gõ bây giờ. Bố mày gỡ nó cho mày để mày xuống nước cho mày còn. Con đấy nó lôi được ống bơ đấy. Thì sạch sạch đúng không? Quay mấy vòng. Cần lúc này chắc nghe thích cái này vẫn nhỉ. Ừ, zip kêu đấy, đành phết. Ngày em ra đi anh quá nỗi đau không. Nhưng không nói. Nhưng con đau là sao không giật đi. Trôi đi bảo. Cứ vào là cái gì? Kiểu cứ anh cứ ném liên tục một cái chỗ kia nó như gần như kiểu nó thành ổ mẹ. Thế là nó bơi vào lắm rồi cứ phi trúng chỗ đấy phát là. Nó lưỡi cả lửa lắm mà em chưa thay đấy. Làm nhà em. Mày chạy đâu? Biết rồi em ơi. Đính rồi, dính rồi. Quay đây. Quay đây. Nó dính con cô tả này. Lại cá chim rồi. Kiểu lướt sóng này cá chim rồi. Chim đen này. Chim đỏ. Kiểu tối. Lên tọi. Ui, chạy to thế. Bụt mẹ cục lăng xê vào đấy giờ. Đấy, của em dính kìa. Dính nhỏ. Nó nhất là to, cá nhỏ. Ui, cá ăn kinh quá. 2-3 phút ăn luôn, 2-3 phút ăn luôn. Hết sạch mồi. Trộn bao nhiêu để đến câu đến chiều mà cuối cùng tí sắp hết rồi. Ngày hôm nay anh chắc phải trộn 2,5 lần cái chỗ này thì mới hết được. Thì mới câu được đến tối. Rồi, cá hồ quay. Chưa được nghỉ học lên tốt.
là chơi cú xe bằng ngón tay cái đó. Nó con gì đấy? Chim này à? Chim. Đây cái con nữa này. Chết tiệt sọ. Ừ, định tôi 5 giờ đấy, còn 3 cục mét mẹ mồi. Cái chỗ con này trộm nhiều lắm. Anh nhìn anh cầm túi to mà túi đỏ một đầy một túi này. Chim quá. Cố gắng xây từ to đến bé bây giờ nó chịu ạ. Bằng con chất cái. Càng ngày nó càng bé dần. Cắm đây quay. Ngồi. Bắt chim. Quay đây à. Nó dính cái này anh em thấy ngay. Ai dính này anh em này. Đây. Dính rồi nó mới trùng dây. Nguyệt bao nhiêu con chim cho nó vui. Chưa kịp trong rõ con này đã. Mẹ nó phi đây ngon hơn trên kia. To hơn. Nó kia giỏi giỏi. Đây còn 4 món. Anh em. Còn ba cục cuối cùng. Đi về. Cúng rơi lại có bay cây trong. Anh làm trúng mồm. Làm bắt lội mất hình luôn. Chị. Cái kiểu này thì bao nhiêu mồi cho nó đủ. Mấy này thì bao nhiêu mồi nó đủ. Hồ này bái thì cho câu một cần thôi. Thu tiền chưa? Thu lâu đấy. Bái câu lúc chiều thì nắm ra rồi. Cháu câu ở trên hồ trên rồi chuyển xuống đây đi. Trên hồ trên nó nhiều du phi quá, bé tí. Bé hơn ở đây. Đấy, mẹ
thế là đéo ra kia đánh được mấy cái cục bắt con chép ở bên kia rồi em ạ. Nó giữ lại cục, nó đeo con cục. Ném ở đây ủa chim rồi. Đây là chim ấy. Vâng, không đến phút đã lên cá chim rồi. Một ổ luôn. Vừa ném quay đầu quay đít sắt lôi mất cả cần. Mút đây này em, tổng 2 cục nữa. Lắm lốt cả lắm kia của em. Đang đường hồ to không có chim. Có nhưng mà chim nó nhiều hơn ở đây nhiều mà chim thì chỉ khoảng 2 ngón tay thôi. Đấy lại dính mẹ rồi đâu. Đấy vừa ném phát nó nhặng phát, anh không biết cũng ngồi chưa thôi. Anh đang cuốn cước nó nhặng phát. Quả đấy chắc chưa rơi ngồi xuống đến mặt nước quá. Chưa chắc nó rất rồi, chắc chưa rơi xuống. Để chung thẳng ra nếu mà giờ nó có căng thì phi rồi. Càng ngày nó càng chết, nó càng bao gần. Mấy con cứ tập vật này, tớ mưa nó vật đẹp. Mày chưa đến thời gian để gò sọ. Mày không
tiếng nhỉ? Em nhỉ? Tiếng anh nghe. Lúc mình xuống đây là lúc 3 giờ, vừa 3 giờ. Tiếng một tầm tiếng. Cuộc cuối cùng anh em. Nó ở trên kia mà cũng nắm. Nó ở trên kia mà cũng nắm bé như này chứ nó phải được nhiều lắm. Chép béo thế đâu. Sạch cá lôi lên có hai con cua cắp dây vui vết hai cua về trên hồ tây bọn em ném này xong đậy cái bóng rồi nó biết gì đâu nó đi nó bới à đâu lúc trước bọn em ném mà ném bằng lon địt mã cứ co cọc mãi sau này em mới đi mẹ mới cửa con ống này em kẹp con mẹ mày vào cái khe tường đéo biết được bây giờ nó còn đuổi bây giờ nó vẫn đuổi mà ngày xưa là nó bắt nó phạt nhờ nó chỉ đuổi thôi nó tu đồ thôi ngày xưa là nó bắt được nó phạt phạt 700.000 không một hồi đầu là phạt 700.000 xong rồi mãi vì sau này đến lúc là đến mẹ sau cái vụ cá chết đi bắt đầu trước đấy một đoạn một lúc là đã có vụ ô nhiễm rồi nó phạt 3 triệu tiền câu rồi thế nên có ông nào thì mẹ mẹ những ông nào mà đã câu cần là phải lội mẹ ra tận ngoài còn ông nào mà mẹ mẹ câu ống bơm nguồn quán nước đó mà thì mẹ nó cho người cắm chốt ở đấy mà ra mà cầm cái ống mơ lên nó có được đèn cướp cho về phường luôn biết bản từng trình luôn mà mẹ lại xong chết vô rồi cũng vào có ai mà anh ngồi quánh tối đến chắc đó đi em không ăn tối sẵn chứ em phải dính KBA ăn một kéo lúc mẹ cho người cần bố mình. Khi theo tâm là bố mẹ hết mùi là bố mẹ
Nó cứ quan tâm đấy. To nó phải như con ốc nó cụp. Đấy nó gọi là to. Nhẹ ra túi. Ở đây lần nào anh dính con to nó cũng đều dẫy. Con này bình thường. Ở đây nó thôi tầm hơn 3 cân. Quấy mà nó chắc vật được rồi. Con Dũng rồi. Con đội nón. Đội nón đi. Đi sát. Ôi vừa thấy đi là chở cái gì. Phần do đấy, nhà này lắm bưởi lắm. Nhà nó có vườn bưởi trong kia. Ôi chở một thúng kia các thứ gì đi. Nhà nhà mất thế này. Quá. Ui. Nhà bù nhiều lắm, chẳng biết trước nó làm gì đấy, dính rồi. Dính rồi, khịch khịch rồi. Dính rồi, đấy, quả này là cái bạn. Đấy, bù kéo vào cây đấy, vào trong cây. Đấy nó có gốc cây đấy, cẩn thận. Đó, gốc cây đổ. Thoại yếu pin. Béo lên đi. Lì. Lì đó. Đây không? Nó giúp. Phết ở đó. Nổi lên ra. Còn một cục nữa nó về anh em ạ. Một chú nữa. Hát được được. Lưỡi kính nhỉ. Đó, chết mẹ mày. Rồi, ok, cắm chốt. Dậy đi. Dậy đi em. Quay nốt đoạn. Trôi nó giật ác không? Lượn thích nha. Thẳng mồm mà. Sợ gì đâu. Mà đấy đã. Thôi anh em đi về. Đây sản phẩm ở đây thì còn lên trên kia tiếp. Đây là khuấy khuấy đi cho nó nhìn cho nó đẹp. Khuấy khuấy. Đấy, dây dù chắc như thế mà nó còn cưa. Được hai chôi to. Còn lại nó tháo hết còn ở trên kia nữa khoảng hai sâu nữa, trên kia còn hai sâu nữa. Ở một hồ trên. Mệt phết.
hết đồ, hết mồi về. Con có chị bé đấy.